khoảng gần 11 giờ trưa ngày 16 tháng 7, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội nhận được tin báo một vụ tai nạn đã xảy ra tại ngã tư giao cắt tuyến đường DH05 với tuyến đường Ba Tràng thuộc địa bàn xã Dương Liễu, Hoài Đức giữa hai xe ô tô và một xe máy. Hậu quả khiến 4 người trên xe máy tử vong. Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, một chiếc xe ben chở đất đá và cát sỏi khi đi qua ngã tư thì đâm vào một chiếc xe tải. Sau đó, chiếc xe tải này văng vào xe máy do chị H, sinh năm 1992, điều khiển chở theo 3 người con là cháu O, sinh năm 2011, cháu M, sinh năm 2013, cháu S, sinh năm 2015, trú tại Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Vụ va chạm khiến chiếc xe máy và 4 mẹ con trên xe bị xe tải ép vào thành cầu ngay sau ngã tư. Hậu quả khiến 4 mẹ con tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện huyện Đan Phượng. Tài xế điều khiển chiếc xe ben là L, sinh năm 1986, trú tại Cao Bằng. Sau tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đang truy tìm tài xế này. Liên quan đến vụ nổ khí ga vào sáng ngày 16 tháng 7 tại căn CH2.1 thuộc tòa nhà The City Line, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thông tin từ cơ quan công an cho biết, vào sáng cùng ngày khi tốc thợ lên căn nhà này để thi công thì nhà vẫn đóng cửa kính. Lúc này, anh Nguyễn Hữu Sếp là nhân viên nha khoa ở căn nhà bên cạnh phát hiện có mùi khí ga nên đã cảnh báo với nhóm thợ. Tuy nhiên, nhóm thợ này bỏ ngoài tai lời cảnh báo của anh Sếp và tiến hành thi công. Căn nhà xảy ra vụ nổ là dạng shop house được một người đàn ông Hàn Quốc thuê lại của doanh nghiệp. Căn nhà đang trong quá trình lắp đặt trang thiết bị để chuẩn bị khai trương nhà hàng lẩu nướng Hàn Quốc. Đến 8 giờ 25 phút khi nhóm thợ đang thi công bên trong căn nhà thì xảy ra vụ nổ lớn. Theo camera an ninh từ phía ngoài cửa ghi lại, một ngọn lửa lóe lên, khói bay nghi ngút, đồ đạc tan hoang và bay tứ tung. Người dân ở hiện trường nghe tiếng nổ rất lớn. Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do nổ khí ga. Vụ nổ đã khiến 8 người bị thương, gồm 2 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam. Hiện 2 nạn nhân quốc tịch Hàn Quốc và 4 người khác đang điều trị tại bệnh viện Bỏng Quốc gia. 2 nạn nhân còn lại điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng và truy tố bị can Nguyễn Minh Phúc, 40 tuổi, hay còn tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc. Bị can Phúc bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù và tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức với khung hình phạt từ 3 đến 7 năm tù. Nguyễn Minh Phúc đã tự nguyện giao nộp một giấy chứng nhận tăng ni, một giấy chứng nhận điệp thọ, một bằng thạc sĩ luật kinh tế, một bằng tiến sĩ ngành luật do trường Đại học Nội vụ Hà Nội cấp. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định toàn bộ giấy tờ và bằng cấp này đều là giả. Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2021, bà T ngụ ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh mua thửa đất 420,3 m² nằm trong thửa đất số 26, tờ bản đồ số 15 có diện tích 392,9 m² tại địa chỉ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi của ông T và bà N làm chủ với giá 2,7 tỷ đồng. Tuy nhiên chưa làm thủ tục tách thửa. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà T thông qua V, 33 tuổi, ngụ ở huyện Củ Chi giới thiệu và quen biết Phúc để nhờ làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng thì được Phúc đồng ý. Mặc dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất, nhưng do có quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ bằng cấp giả để tạo lòng tin nhằm lừa đảo người khác nên Phúc đã đồng ý nhận và làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà T. Phúc thỏa thuận với các nạn nhân làm thủ tục tách thửa đất với chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu đồng. Sau đó, Phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội. Phúc đưa cho bà T một bản, còn một bản giả và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T thì Phúc cất vào két sắt, đợi khi nào nạn nhân đưa 65 triệu còn lại thì sẽ bàn giao. Sau khi hành vi bị phát hiện, Phúc trốn sang Thái Lan. Ngay khi Phúc vừa về tại Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã triệu tập Phúc để làm việc. Sau nhiều lần quanh co, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp tại nhà của Phúc và thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T.